Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bình Ngạn của tác giả Thần Đông, tập 81, chương 801, ngăn cách vạn vật 2. Vương Huyên, sao vậy? Lúc này những người khác cũng nhìn thấy hắn không ổn. Lúc này thân thể của hắn đỏ tươi, không hiểu từ đâu chảy ra máu tươi, có thể thấy rõ ràng hắn bị dây thừng vô hình siết chặt. Thân thể giống như bị trói buộc, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Cậu sao vậy? Trần Vĩnh Kiệt cầm trường kiếm trong tay tiến lên một bước, trong nháy mắt đã ở trước mặt hắn, dùng Phật quang thanh tẩy, nhưng căn bản vô dụng. Vương Huyên vận chuyển đến tầng cao nhất, phiến đá kinh văn ở trong cơ thể hắn nổ vang, toàn thân rung động theo tiết tấu kỳ dị. Bí lực lộng lẫy lưu chuyển, từ lỗ chân lông bốc hơi ra ánh sáng chói lọi, lượng lớn xương máu cũng theo đó mà ra, hắn muốn đốt đoạn xích sắt màu đen. Vật kia vô hình, chỉ có tinh thần thiên nhãn có thể nhìn thấy, giữa thanh thiên bạch nhật lại bị công kích như vậy, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ nghiêm trọng, có người bí ẩn có thể thương tổn tính mạng của hắn. Hắn toàn lực ứng phó đối kháng. Trong mơ hồ, khí tức âm lãnh tới càng gần, hắn đột nhiên ngẩng đầu, bảy thanh tiểu kiếm đỏ thẫm từ trên không trung rơi xuống. Tất cả đều không có tiếng động, chúng dài chưa đầy một thước, đột ngột xuất hiện, lao thẳng về phía Vương Huyên. Trong nháy mắt áp sát máu thịt, ngũ tạng mỗi nơi một cái, phần bụng một nhánh, xương sọ một nhánh. Tiểu kiếm đỏ thẫm còn chưa chạm tới da đã làm cho Vương Huyên có loại đau nhức xé rách, những chỗ đó đã thấy máu, nổi lên một tầng da gà. Bức màn ánh sáng do ngọn đèn cổ hình thành lại bị bỏ qua, bảy thanh kiếm màu máu trực tiếp xuyên qua, mang theo sát cơ rét lạnh tiếp cận bên ngoài thân hắn. Vương Huyên, cậu sao vậy? Lão Trần huy động trường kiếm màu đen, ông ta dựa vào năng lực cảm ứng nhạy bén quét ngang hư không. Nhưng tiểu kiếm đỏ thẫm giống như vô hình, bóp méo thời không, ngoại trừ Vương Huyên, giống như tách rời vạn vật, người ngoài không nhìn thấy, cũng không chạm vào. Có chuyện, Vương huynh đệ, ngươi cần giúp một tay không? Hậu nhân ưu tiên Khổng Vân hỏi, dẫn người tới gần bên này. Tào Thanh Vũ nhìn chằm chằm bên này, nói, ta đến xem. Hắn ta cũng dẫn người nhanh chân đi tới. Đây là cái gì, nguyền rủa? Hay là một loại bí lực chúng ta không hiểu rõ? Đôi mắt đẹp của Chu Thi Thiến có thần quang lưu động, nhìn chằm chằm bên này, cũng đi về phía trước. Các người đừng tới, không ai được tới gần. Vương Huyên mở miệng. Ầm một tiếng, huyết khí trong cơ thể hắn phát ra tia sáng, giống như một đám mây đỏ lao ra khỏi lỗ chân lông, chống lại bảy thanh kiếm nhỏ màu máu. Đồng thời, xích sắt màu đen siết ở trên người hắn rung động, cấp tốc siết chặt, kéo lấy hắn, làm cho hắn rời khỏi mặt đất, sắp bay lên không trung, muốn kéo hắn đi. Xoẹt, một dải lụa từ trên thân Vương Huyên bay lên, hắn thôi động đoàn kiếm vô song, kết quả chém trong hư không. Bên cạnh xích sắt màu đen, quang ảnh vặn vẹo, thời không phảng phất sụp đổ, không dùng sức, đoàn kiếm không có tác dụng, thần thoại sụp đổ, ai có loại thủ đoạn này? Lẳng lặng mà nhốt hắn như vậy, giống như sứ giả tới từ địa ngục đi giữa thanh thiên bạch nhật, muốn bắt hắn. Máu trong cơ thể Vương Huyên sôi trào, càng ngày càng chói mắt, sau khi vận chuyển phiến đá kinh văn hắn tạm thời chống đỡ được bảy thanh kiếm màu máu, cũng không thật sự cắm vào sâu trong thân thể. Bọn chúng chỉ là đâm rách ngoài thân chứ không đâm xuyên hoàn toàn, bên ngoài thân hắn đỏ thẫm, máu chảy xuống, cảnh tượng có chút dọa người. Vương Huyên. Giáo sư Lâm vừa tới nơi đã thấy cảnh này, có chút lo lắng, theo dõi vết dây hằn ngoài thân hắn, cố gắng đối chiếu với tình huống một số cổ thư ghi lại. Tần Thành chạy tới kéo Trung Thành lại, vội vàng nói, nếu lão Vương xảy ra chuyện thì tấn công hậu nhân liệt tiên. Bọn họ trắng trợn như vậy, nói không chừng chính là nhắm tới Trung gia các người, muốn hôm nay lật đổ các người. Có lý, chuẩn bị trước đi, ai dám lộn xộn, cá chết lưới rách, tắm máu lẫn nhau. Trung Thành nói ra. Lão Trần thôi động Thích Ca chân kinh, hai mắt như ngọn đèn vàng, tách ra hai chùm sáng giống như thần hỏa. Đồng thời thôi động Phật lực màu vàng bao phủ chỗ của Vương Huyên, giúp hắn thanh tẩy tà ma. Dù sao cũng có chút tác dụng, không thể không nói, là kinh văn Phật giáo chí cao. Sau khi Thích Ca chân kinh nở rộ kim quang chói lọi cũng làm suy yếu hơi lạnh của tiểu kiếm đỏ, khiến chúng có phần mờ đi. Vương Huyên xác định, đây không phải tinh thần ăn mòn. Cũng không phải là một cuộc tấn công của sức mạnh siêu vật chất mà mắt thường có thể nhìn thấy, sức mạnh kỳ lạ vô hình và lạnh lùng này cực kỳ kỳ lạ. Ông thấy không? Hắn âm thầm hỏi lão Trần, sau khi chống đỡ bảy thanh tiểu kiếm đỏ thẫm muốn xuyên vào,
hắn không ngừng thôi động phiến đá kinh văn, để lực lượng lộng lẫy trong thể nội khuếch trương, bành trướng, hợp nhất với ý thức tinh thần, như biển cả nhấp nhô, gô rửa từng tấc da thịt. Vẻ mặt Trần Vĩnh Kiệt nghiêm túc, bí mật truyền âm, ông ta xác thực không nhìn thấy. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 802, ngăn cách vạn vật 3. Xoẹt xoẹt, xích sắt màu đen xiết vào một phần máu thịt, bị kinh văn chí cao thiêu đốt cháy đỏ rực, có một phần muốn tan chảy, tản ra ánh sáng đen kỳ dị mà lạnh lùng. Tao không cần biết mày là cái gì, dám xuống tay với tao, chúng ta không chết không thôi. Vương Huyên lạnh giọng nói, đây có thể là một loại nguyền rủa, ta giúp ngươi kiểm tra. Dưới chân Chu Thi Thiến phát sáng, nhẹ nhàng đi tới gần, muốn giúp Vương Huyên kiểm tra thân thể, lui ra phía sau. Thân thể Vương Huyên đổ máu, ánh mắt bắn ra hai chùm sáng tựa như tia chớp, vô cùng bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Vương huynh đệ, chúng ta không có ác ý, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng. Khổng Vân cũng tới, cũng phân phó bọn người Hoàng Minh, cảnh giác xung quanh, tránh cho địch tập kích, ngươi cũng lui ra phía sau. Vương Huyên nói ra, hắn không tin được hậu nhân của Liệt Tiên, hôm nay lại gặp phải loại biến cố uy hiếp đến tính mạng này, hắn đề phòng kỹ hơn. Tào Thanh Vũ đi tới, mang theo mấy người phân tán bốn phía, cũng đang cảnh giác. Ta có biện pháp, lấy thanh quang thuật tẩy lễ, có thể quét sạch các loại chú thuật ăn mòn. Trần Nhiên mở miệng, nàng là cao thủ thứ hai trong trận doanh của Tào Thanh Vũ, tiếp cận qua lĩnh vực địa tiên. Một vầng hào quang nhàn nhạt nở rộ, giống như sóng nước hướng về phía Vương Huyên rơi đi, muốn giúp hắn tẩy rửa nhục thân. Ầm. Trong cơ thể Vương Huyên, huyết quang từ trong lỗ chân lông xông ra, hóa thành một luồng sáng đỏ rực rỡ, giống như tiếng sấm nổ, chấn động màng nhĩ của mọi người ầm ầm, màng nhĩ sắp bị đâm thủng. Ánh sáng trong sạch Trần Nhiên tế ra trực tiếp bị đánh tan, nổ tung, tan thành mây khói. Ai tới gần chính là đối địch với tôi, tất cả mọi người lui ra sau cho tôi. Vương Huyên quát, lui ra phía sau. Lão Trần cũng như kim cang trợn mắt, toàn thân Phật quang màu vàng đốt cháy, tay ông ta cầm thanh đại kiếm đen ép tới những người kia. Ngươi thật kỳ lạ, ta là có lòng tốt giúp ngươi. Toàn thân Trần Nhiên đều là ánh sáng thanh tịnh, ở nơi đó lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, huyết dịch Vương Huyên sôi trào, thiêu đốt xích sắt màu đen, một sợi dây xích màu đen xiết vào trong cơ thể rốt cục bị đốt cháy đỏ sau đó nổ tung. Hắn được tự do một phần, có thể xuất thủ. Hắn hít sâu một hơi, mây đỏ khắp người nở rộ, năng lượng huyết hồng tràn ngập trong bán kính một trượng, hắn như một con rồng đánh tới phía Trần Nhiên. Giờ khắc này, hắn không muốn bất cứ kẻ nào tới gần, hắn lấy huyết dịch của mình tẩy lễ, có lẽ có thể từ từ giải quyết vấn đề. Trong những người này rõ ràng có một số người ẩn chứa mầm họa, muốn động thủ với hắn, nhân cơ hội này bắt hắn. Trong nháy mắt, hắn và Trần Nhiên va chạm mấy lần, quyền quang phá vỡ hư không, nở rộ như tia chớp. Xoát! Kiếm quang chói mắt xẹt qua, Trần Vĩnh Kiệt cũng động thủ với người khác, trường kiếm hướng về phía trước, bước lui không ít người. Đồng. Sau một khắc, Vương Huyên và Tào Thanh Vũ liên tiếp trao đổi bốn quyền, giữa trời đất giống như có hai tia chớp cùng xông về một phía, kịch liệt bộc phát ra ánh sáng năng lượng siêu vật chất. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Khổng Vân thay đổi, bị động thi triển bí pháp, phía sau hiển hiện một con khổng tước trắng, hóa thành một vùng sáng chói lọi nhào về phía trước, va chạm với quang quyền của Vương Huyên. Hư không rung động, tiếng nổ khủng bố, Vương Huyên và Chu Thi Thiến cũng va chạm kịch liệt. Tất cả mọi người giật mình, trong một hơi ngắn ngủi, hắn liên tiếp giao thủ với mấy người mạnh nhất giữa sân, thực lực vô địch, tỏ thái độ nếu không lùi bước sẽ là địch nhân của hắn, quyết một trận tử chiến. Các người cách xa tôi một chút, chính là trợ giúp lớn nhất đối với tôi, Vương Huyên nói. Xiềng xích, màu đen trên người hắn chỉ có một sợi, nhưng sau khi đứt vẫn không rơi ra, giống như vật sống, vẫn đang muốn chui vào trong cơ thể Vương Huyên. Trên người hắn máu chảy xuống càng nhiều, quần áo tổn hại, mặt đất đều có giọt máu nhỏ xuống, loại tình huống này hơi dọa người. Ai cũng không nhìn thấy đó là cái gì, giống như có sinh vật thần bí trói hắn lại, muốn mang hắn đi. Thẩm Linh. Vương Huyên nghĩ đến loại quái vật này trước tiên, chỉ có tinh thần thiên nhãn mới nhìn thấy xích sắt màu đen, là bút tích của bọn họ sao. Xoẹt. Bảy thanh tiểu kiếm huyết sắc lần nữa ép xuống, muốn xuyên thấu thân thể của hắn. Đây là nguyền rủa, vô hình vô chất, nhất định phải nhanh diệt trừ.
Tào Thanh Vũ mở miệng, nói cho hắn biết, không nhanh chóng giải quyết, tính mệnh khó bảo đảm. Chu Thi Thiến nói, nếu như thế giới siêu phàm còn chưa sụp đổ, loại hiện tượng này có thể giải thích. Bởi vì có mấy loại thủ đoạn tiên gia có thể tạo thành loại kết quả này, nhưng hiện tại, những thuật pháp tiếp cận với quy tắc kia cũng không thể dùng. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 803, rốt cục cũng tiến vào thư phòng lão trung một. Rất nhiều diệu pháp của liệt tiên đều chỉ để cho đẹp mắt, căn bản không có tác dụng gì. Trong hiện thế, chỉ có những thuật pháp đơn giản kia, ví dụ như sư tử hống, lôi đình, thiên hỏa trực tiếp thúc giục siêu vật chất để vận dụng chiến kỹ có thể sử dụng như bình thường. Vương Huyên nhìn chằm chằm Tào Thanh Vũ, chỉ cần hắn ta dám tới, vậy thì khai chiến, hắn sẽ không bao giờ cho phép loại người đó đến gần mình trong trạng thái này. Ầm. Một luồng sáng đỏ chói mắt phóng lên, chui ra từ lỗ chân lông của Vương Huyên, sau đó giống như gió lốc xoay tròn vây quanh hắn, lại nung đỏ mấy sợi xích sắt, xoắn nát, kéo đứt xuống. Cùng lúc đó, bảy thanh tiểu kiếm đỏ tươi trong hư không vừa mới đâm ra khỏi da thịt hắn. Lúc này, giáo sư Lâm nhanh chân lao đến, nói nhỏ, toàn thân cậu đầy máu, nhìn vết dây hằn kia và tình huống vô hình vô chất, có chút giống thủ đoạn tiên gia ghi lại trong cổ tịch, Khốn Tiên Tác. Đây không phải là một loại bảo vật sao? Vương Huyên kinh dị. Trần Vĩnh Kiệt khẽ giật mình, giống như nhớ ra cái gì đó, nói, bảo vật. Cũng đều xuất hiện theo quy tắc diễn dịch và tế luyện, ban đầu Khốn Tiên Tác là một môn đại thần thông khó lòng phòng bị, dính đến một phần lực quy tắc, vô ảnh vô hình. Hai lão đầu thân thiết với tài phiệt, gần đây đọc qua không ít điển tịch, sau một cuộc trò chuyện, họ đã đưa ra suy đoán như vậy. Nhưng trong hiện thế, căn bản không có khả năng vận dụng lực quy tắc siêu phàm mới đúng, đối phương làm sao làm được. Mặc kệ, ta kéo đứt trước tình sau. Vương Huyên lần nữa vận chuyển phiến đá kinh văn, đốt nóng chảy xiềng xích màu đen, đồng thời lần này thành công bẻ gãy một thanh tiểu kiếm đỏ. Chẳng lẽ trong hiện thế, còn có người có thể vận dụng quy tắc? Nơi xa, Chu Thi Thiến động dung, nàng đã từng suy đoán là thủ đoạn của tiên gia. Nếu như đó là thần thông ẩn chứa một chút quy tắc, hắn thế mà có thể chịu được. Hoàng Đại Tiên khó có thể tin, cảm thấy quá chấn động. Một bên khác, Tào Thanh Vũ cũng nói nhỏ với người bên cạnh, có lẽ, có trận doanh nhị không được, rất cần vượt giới, vận dụng thủ đoạn cấm kỵ, muốn cưỡng ép bắt Vương Huyên đi. Thế mà ngay cả quy tắc đều có thể lấy ra, quả thật có chút đáng sợ và kinh người, làm sao làm được. Trong lúc nhất thời, không ai tiếp cận, bằng không, xem tư thế Vương Huyên chuẩn bị liều mạng. Ai cũng biết, trên người hắn rất có thể có đại sát khí, hiện tại đương nhiên không nên chọc giận và khiêu khích hắn. Rất nhanh, Vương Huyên vận chuyển Thích Ca Chân Kinh, đổi một loại bí pháp, tiếp tục đốt cháy xích sắt và những tiểu kiếm đỏ tươi kia. Mọi người thực sự kinh ngạc, những bộ phận bị siết chặt trên cơ thể hắn lần lượt bắt đầu khôi phục, điều này có nghĩa là hắn kéo đứt xiềng xích ẩn chứa một phần quy tắc. Sau đó không lâu, Vương Huyên lại vận chuyển kinh văn trên kim sắc trúc giản tiên tần, loại sử dụng luân phiên và không ngừng biến hóa tâm pháp này rất hữu hiệu. Trong và ngoài cơ thể hắn, lại có văn tự rậm rạp xuất hiện, chân thực hiện ra, huy hoàng chói lọi, đánh vào xích sắt và tiểu kiếm màu đỏ. Đen. Đến cuối cùng, thậm chí có âm thanh kiếm gãy truyền đến, ngay cả người ngoài đều mơ hồ nghe được, nghĩa là quy tắc vô hình vô chất này đang bị phá vỡ sao. Ngoài Khôn Thành, có người thở dài, nói, không ngờ được, vì đối phó một phàm nhân, phải bỏ ra tiên mệnh, đây là bi ai của người vũ hóa thành tiên, ở thời đại này, chúng ta đã mất đi quá khứ huy hoàng. Hai bóng người màu đỏ ngòm, dùng đá kỳ dị màu đen xây hai tế đàn, chạm trổ đủ loại hoa văn phức tạp, một cái có ánh sáng đen lưu động, một cái có máu bốc khói, rất kỳ lạ. Thế giới thần thoại sụp đổ biến mất, không có cách nào vận dụng thủ đoạn tiên gia, chỉ có thể hao tổn tiên mệnh, rút ra quy tắc siêu phàm còn sót lại trong đó, đây là hạ sách, uống rượu độc giải khát. Một bóng người màu đỏ ngòm mở miệng, người còn lại nói, được rồi, dù sao cũng không phải chân cốt của chúng ta, tước đoạt của người khác. Chết đạo hữu không chết bần đạo, cứ mượn dùng sức mạnh của bọn họ đi. Cái gọi là tiên mệnh là chỉ sinh cơ nồng nặc nhất liệt tiên lưu lại trong chân cốt, loại hoạt tính vật chất kia là căn bản để bọn họ tái tạo và tái sinh huyết nhục. Hiện tại, bình thường không có quy tắc siêu phàm, chỉ có trong chân cốt tiên nhân còn sót lại một chút, hiện tại hai người vì trực tiếp giam cầm Vương Huyên,
lại vận dụng thủ đoạn như vậy. Trảm thần kỳ đoán chừng rơi vào trong tay của hắn, không sử dụng quy tắc tiên đạo cuối cùng còn sót lại, chúng ta đều là trạng thái nguyên thần, không có cách nào tiếp cận hắn. Hai người bất đắc dĩ, đã từng là liệt tiên, đến thời đại tiêu vong đặc thù này, tinh thần lại sa sút đến mức độ này, không làm gì được một phàm nhân của thế giới hiện thực. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 804, rốt cục cũng tiến vào thư phòng lão trung hai. Người chưa thành tiên, trong mắt bọn họ đều thuộc về phàm nhân. Trảm thần kỳ, đồ vật đã thất truyền thời thượng cổ, hẳn là dị bảo lợi hại nhất đi, nếu nó và trảm thần kỳ đồng thời xuất hiện, ước chừng không thể yếu hơn mấy món chí bảo kia. Được biết, giữa trảm thần kỳ và trảm thần kỳ là có chút chuyện xưa, hiện nay đã không cách nào phân tích. Hai bóng người màu đỏ ngòm tranh thủ thời gian thôi động tế đàn, nhất định phải bắt được Vương Huyên trước khi tiên mệnh tiêu hao hết, nếu không lần này quá lãng phí. Hai khối chân cốt tiên đạo cứ như vậy bị phung phí. Chẳng lẽ hắn chịu được? Tại sao còn chưa bị giam giữ? Mặc dù còn sót lại một chút quy tắc lực lượng, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản mới đúng. Trừ phi, hắn nắm giữ bộ kinh văn chí cao nào đó trong truyền thuyết. Thân thể Vương Huyên run rẩy, lần này hắn xác thực bị thương, khốn tiên tắc mang theo một chút quy tắc xiết vào máu thịt của hắn khiến da thịt hắn bong chóc. Trên thân thể của hắn còn có mấy lỗ máu, ngoại trừ đầu bị hắn cứng rắn chống đỡ không có đâm vào, mấy chỗ khác đều bị tiểu kiếm huyết sắc xuyên qua sâu một tấc. Tiếng răng rắc không dứt bên tai, hắn gần như bẻ gãy hết xích sắt màu đen, trừ một đoạn bị hắn chủ động lưu lại bên ngoài, tất cả đều biến mất. Về phần tiểu kiếm huyết sắc đều bể nát. Trong nháy mắt, Vương Huyên lấy ra ám kim phi chu, mang theo Trần Vĩnh Kiệt, vọt tới một phương hướng. Đoạn xích sắt màu đen còn sót lại vẫn có lực dẫn dắt đối với hắn, muốn mang hắn đi, lần này hắn buông ra, không dãy dụa nữa, hơn nữa thúc giục phi chu, nhanh chóng tới gần. Tìm được, thế mà thật là thủ đoạn của liệt tiên. Ở ngoài Khôn Thành, Vương Huyên phát hiện hai bóng người màu đỏ ngòm và hai cái tế đàn kia, vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Giết! Trong nhất thời, kiếm khí tràn ngập, ám kim phi chu tự mang thanh phi kiếm này xông ra ngoài, phóng đại cực nhanh bổ xuống phía dưới. Đồng thời, bình bát trong tay lão Trần nở rộ hàng tỷ tia sáng, muốn thu hai người kia vào trong bình bát. Làm sao có thể, ngay cả quy tắc còn sót lại trong chân cốt tiên đạo đều không thể làm gì được hắn sao? Hai người dưới đất ngây dại, thế mà có thể thất thủ. Hắn có kinh văn chí cao, và lại hiểu được, đã luyện thành. Hai người rung động, không chỉ là lĩnh ngộ, còn là ngộ thông suốt. Một phàm nhân mà thôi, sao có thể luyện loại vật này? Nhưng bọn họ không suy nghĩ nhiều, hai người quay người liền phi độn, không muốn đối chọi với hai người trên không trung. Đi được sao? Trần Vĩnh Kiệt mở miệng, run tay quăng ra. Cà sa khoác trên người hóa thành một đám mây đỏ, áp đảo rơi xuống. Mây đỏ ngập đầu, cắt đứt con đường tiến lên của hai người, phi kiếm cực lớn chém ra, bình bát phát sáng, các loại bảo vật quý hiếm và tia sáng tốt lành đánh tới hai bóng người màu máu. Vương Huyên không muốn lãng phí thời gian, càng không muốn người khác chạy đến xem bọn họ chiến đấu, huy động trảm thần kỳ, vù vù hai tiếng, tước đoạt chân cốt bọn họ. Đồng thời, lúc lá cờ di chuyển, chấn vỡ hơn phân nửa nguyên thần của hai người. Trần Vĩnh Kiệt nhìn ngẩn người, tiếp theo vội vàng thôi động cà sa, bao trùm nguyên thần còn sót lại, bắt trở về, ném thẳng vào trong bình bát, nói, các người đến từ trận doanh nào. Trong bình bát, hai nguyên thần tàn tạ có loại cảm giác thê lương, đây thật là bi ai của liệt tiên, bọn họ đã từng rất huy hoàng và cường đại, hiện tại thế mà bị phàm nhân trấn áp. Bọn hắn nhìn chằm chằm Vương Huyên thu hồi trảm thần kỳ, thất thần trong giây lát, chỉ có thể lắc đầu, siêu phàm khô kiệt, loại vật này lại xuất hiện trên thế gian, là đạo lý gì? Liệt tiên nhất định triệt để tiêu vong, ai cũng không tránh thoát được, đây là một thời đại bi thảm và vô vọng. Hai người cười thảm, sau đó tự tan rã, đều chết sạch, không hỏi ra được gì. Trần Vĩnh Kiệt tiếc nuối. Đi, đi mở nội cảnh địa, thực lực còn chưa đủ, hôm nay tôi thế mà kém chút chết trong tay hai người bọn họ. Vương Huyên nói, hắn có dự cảm, uy hiếp đang đến gần. Thế đạo càng ngày càng loạn, lão trung sắp chạy trốn, liệt tiên sắp chen chúc vượt giới, kẻ tàn nhẫn chân chính sắp xuất hiện, hiện thế càng ngày càng nguy hiểm. Trần Vĩnh Kiệt gật đầu, nói,
tình huống quả thật có chút không đúng, tôi phải nhanh chóng tìm ra đài sen. Lấy được hạt giống thiên dược Thích Ca, sau đó chúng ta cũng mau chạy trốn đi, Tân Tinh càng ngày càng nguy hiểm. Bọn người Chu Thi Thiến, Tào Thanh Vũ, Khổng Vân lần lượt đuổi tới, phát hiện chiến đấu sớm đã kết thúc, bọn họ ngơ ngẩn xuất thần, hai người ác như vậy sao? Dễ như trở bàn tay, đảo mắt đã xử lý đối thủ. Giải tán thôi, không có gì để xem. Lão Trần khoát tay áo. Vương Huyên khống chế Phi Chu, trong nháy mắt trở về trung gia tại Khôn Thành. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 805, Vô Số Bí Điển 1. Giải quyết xong rồi, giáo sư Lâm và Tần Thành đi tới, đều rất quan tâm. Không sao, Vương Huyên gật đầu. Hai chị em Trung gia rất rung động, thủ đoạn tiên gia, nguyên rủa đến từ bóng tối, thế mà bị Vương Huyên thanh trừ lập tức. Trung Tình hạ giọng nói với Vương Huyên, ông cố tôi muốn gặp các người. Lão Trung, quả nhiên đã sớm sống lại, chỉ là trốn tránh không chịu đi ra, đoán chừng là muốn chạy trốn, muốn bàn giao chúng ta làm sao gánh vác trách nhiệm. Trần Vĩnh Kiệt mở miệng, sắc mặt hơi đen, ông ta không phải lần đầu tiên gánh vác thay cho Trung Dung. Tại Địa Tiên Thành, ông ta và Vương Huyên ở ngoài thành quần nhau với người khác, chiến đấu ác liệt, đánh nhau sinh tử, chạy trốn bằng mọi cách tuyệt vọng. Kết quả lão Trung ở trong thành uống rượu khỉ, cùng một số yêu ma xưng huynh gọi đệ, rất vui vẻ. Trung Tình dẫn đường, dẫn bọn họ đến trọng địa của Trung gia, thư phòng lão Trung. Vương Huyên rất cảm khái, hắn nhớ thương nơi này cũng không biết bao lâu, lúc tại cựu thổ, vẫn luôn nhắc tới, cho tới hôm nay, rốt cuộc đã đến. Nguyện vọng trở thành sự thật, vì thế ta cố gắng thật lâu thật lâu. Vương Huyên thở dài, Trung Tình liếc mắt nhìn hắn, tên này. Quả nhiên nhớ mãi không quên, vẫn luôn nhớ thương nơi này. Thư phòng của lão Trung cổ kính, có cảm giác lịch sử nặng nề, càng có loại khí tức thần bí đang lưu động, hiển lộ rõ ràng thần vận phi phàm nơi đây. Từ từng dãy giá sách kia có thể thấy, đều rất đặc biệt, cẩn thận nhìn kỹ đều có khắc ký hiệu đặc thù, như vạn tự ấn, còn có âm dương bát quái đổ, vân vân. Những giá sách này, có một số đến từ cổ miếu, có một số đến từ đạo quán xa xưa, Trung Tình giới thiệu. Trần Vĩnh Kiệt gật đầu, lão Trung hắn sống quá khắt khe, dùng những vật này đều có chút lai lịch. Trên hàng loạt giá sách tất cả đều là thư tịch, có thẻ trúc, những tập cổ đã ngả vàng, thậm chí có lỗ mọt, sách tranh làm bằng lụa tơ tằm. Những cuốn sách này sau khi được siêu vật chất nuôi dưỡng, một số trong đó tỏa sáng rực rỡ. Thỉnh thoảng hình như có âm thanh vi diệu từ một nơi cực kỳ xa xôi truyền đến, đồng thời còn có hình ảnh mơ hồ phản chiếu. Trong thoáng chốc, có một số sách cổ chiếu rọi ra bóng người mông lung, đang bế quan, đang ngồi thiền, cũng có người đang chém giết hung cầm mãnh thú, hiện lên hư ảnh thế giới siêu phàm cổ đại bao la hùng vĩ. Đương nhiên, những cảnh vật xa xôi mờ ảo này chỉ có siêu phàm giả có thể cảm giác được, người thường không phát hiện. Vương Huyên suy nghĩ, nếu là người bình thường từ đầu đến cuối không nhìn thấy, sau này thần thông không hiện ở hiện thế, mà người có lực lượng tinh thần cường đại có thể nhìn thấy những dị thường này, có thể cho rằng là bệnh tâm thần nào đó hay không? Siêu vật chất khô cạn, sau này, có lẽ năng lượng tinh thần còn có thể có một chút uy năng, chẳng lẽ thần thoại thật sự chỉ có thể sống trong đầu con người cảm giác nhạy bén? Ông cố, Trung Tình nhẹ giọng kêu, Trần Vĩnh Kiệt ngán ngẩm, phát hiện trên người lão Trung còn có một tầng vỏ, cũng không lột ra ra, Kim Thiền Công đã giúp lão ta thành công sống lại lần thứ hai. Lúc này, lão Trần cũng có chút giật mình, Trung Dung nằm trên một cái ghế mây xanh tươi như ngọc thạch, nơi đó có sinh cơ nồng đậm. Đặc biệt là trên lưng ghế, có hai chiếc lá non tươi mọc trên dây leo, xanh tươi mơn mởn, có loại lực lượng mới sinh đang lưu động. Cái ghế này là móc ra từ trong di tích, năm tháng dài đằng đẵng qua đi còn có lá non sinh trưởng, chỉ có thể nói lai. Lịch không đơn giản. Vương Huyên lấy tinh thần thiên nhãn quan sát, thấy được hình thái chân thực của Trung Dung trong xác ve. Mái tóc đen dày và bóng mượt, khuôn mặt vô cùng trẻ trung, so với khi còn ở mật địa, trẻ ngược lại rất nhiều năm. Hiện tại thoạt nhìn dung mạo Trung Dung cũng tầm 20 tuổi, trạng thái này của lão ta quả thực khiến người ta chịu không nổi, càng sống càng trẻ. Lão ta thật sự đã luyện thành công Kim Thiền Công, loại cổ pháp thần bí này, giống như ve từ dưới đất leo ra, lột ra một tầng xác, bay về phía bầu trời, sống một cuộc đời rực rỡ hơn. Ngay cả Vương Huyên đều cảm thấy hứng thú,
rất muốn nghiên cứu môn công pháp này. Vào thời đại khô kiệt đặc biệt này, lão Trung ở Tân Tinh làm sao lột xác thành bộ dáng này? Tới đây, lão đệ, Trung Dung mở miệng, Tiểu Tình, dâng trà, hắn đuổi khéo Trung Tình đi. Vĩnh Kiệt, nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến sư phụ của cậu, là bạn kết bái với tôi. Đáng tiếc, trong sự kiện thần bí, ông ấy bị Quang Vũ nuốt sống. Năm đó hai người chúng ta cùng nhau ra vào các loại di tích và hiểm địa, sống chết có nhau, đến nay tôi vẫn đau lòng. Ai? Lão Trần nhìn chằm chằm lão ta, lão già này chọc vào mảnh cấm địa trong lòng ông ta, nhắc tới sư phụ của ông ta, làm cho tâm tình ông ta lập tức dao động. Trần Vĩnh Kiệt cảm thấy, lời lão nói không hề đáng tin, lão già này sợ chết nhất, làm sao có thể tự mình đi thám hiểm di tích. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 806, Vô Số Bí Điển 2. Sau mỗi lần tiếp xúc sự kiện thần bí xảy ra, Quang Vũ biến mất, tại chỗ đều lưu lại một binh khí cổ xưa. Ai già, ngươi xem thanh đao cổ dưới kệ sách kia chính là thất lạc ở Tân Tinh, có người nhặt được. Tôi bỏ rất nhiều tiền để mua, vì tương lai tìm được sư phụ của cậu, đến nay tôi vẫn không từ bỏ tìm kiếm cứu hộ. Đồng tử lão Trần co rụt lại, nhìn thấy thanh trường đao cách đó không xa, kiểu dáng cổ xưa. Ông ta đi qua, dùng trường kiếm màu đen trong tay chém nhẹ một chút, cũng không lưu lại vết tích. Không hề nghi ngờ, cổ đao là một vũ khí sắc bén không thể phá hủy, giống trường kiếm màu đen trong tay ông ta, đều thuộc về binh khí thất lạc tại chỗ sau sự kiện tiếp xúc thần bí. Tiểu Kiệt, Trung Dung mở miệng lần nữa, lão Trần cảm giác trên thân nổi một lớp da gà, vội vàng cắt ngang, nói, được rồi, ông vẫn nên gọi tôi Tiểu Trần đi, tôi nhận. Tiểu Trần, tôi cho là, sư phụ của cậu còn sống, sẽ tìm được. Năm đó, sư phụ của cậu đã từng tới thư phòng của tôi nghiên cứu kinh văn, nhìn thấy cậu lại nghĩ đến ông ấy. Hiện tại giá sách của tôi mở ra cho cậu, nhìn chúng bộ nào thì nghiên cứu đi. Trần Vĩnh Kiệt lập tức lấy lại tinh thần, không so đo chuyện gánh tội thay lão ta, lão Trung vẫn có khuôn mẫu. Trên hàng loạt giá sách, đủ loại kinh thư đang phát ra âm thanh của chính mình, xung quanh là ký hiệu thần bí, quá bắt mắt. Vương Tiểu huynh đệ, quả là hậu sinh khả úy. Lão Trung không tiếc tán thưởng Vương Huyên, lúc này chính lão ta cũng là cơ thể thiếu niên, một lão yêu tình. Trung Tình vừa vặn trở về, nghe được loại xưng hô này, suýt chút nữa ném bộ ấm trà trong tay ra, lão Trung xưng hô như vậy, dựa theo bối phận này, cô làm sao mở miệng. Trung lão, Vương Huyên đáp lại, trước đây có khoảng thời gian, hắn mặc dù muốn vào thư phòng lão Trung, nhưng lại cực lực tránh va chạm với bản thân lão Trung, sợ bị chộp tới cắt xẻ, hiện tại rốt cục có thể bình tĩnh đối mặt. Tôi nghe Tiểu Tình nói, mỗi lần cậu tới nhà chúng tôi, đều nhìn chằm chằm thư phòng tôi thật lâu, ánh xanh cả mắt. Nghe xong tôi vô cùng sợ hãi, luôn suy nghĩ cậu có thể xông tới cho tôi một đao hay không. Vương Huyên mới không tin lão ta, trước kia nơi này có vãng sinh trì, nguyên thần ai xông tới đều sẽ bị nuốt mất, lão Trung biết sợ. Chỗ này của tôi xác thực có mấy bộ kỳ thư, là cái gì, tôi nghĩ cậu đã sớm rõ ràng, dù sao vẫn luôn nhớ thương, đều đưa cậu. Trung Dung mở miệng, cứ đưa như vậy. Vương Huyên có chút ngây người, lão Trung cũng quá phóng khoáng. Trong xác ve truyền đến âm thanh rất trẻ trung của lão Trung, nói, nếu cậu cùng đi với chúng tôi, chặt đứt hết thảy liên hệ với Hồng Trần, để Trung Tình gả cho cậu cũng được, thế nào? Đi sâu vào không gian với chúng tôi, ông cố. Trung Tình đỏ mặt. Tiểu Trung quả thật rất đẹp, người rất tốt, và lại giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tôi không chém đứt Hồng Trần này. Cha mẹ tôi ở Cựu Thổ, còn có một số người chờ tôi đi cứu, đi tiếp dẫn, tôi không đi được. Vương Huyên nói. Vậy thì có duyên gặp lại trong thâm không đi, hiện giờ, cậu không chặt đứt Hồng Trần, tôi có chút sợ hãi, cậu bị sinh linh cấp cao nhất sau Đại Mạc để mắt tới. Lão Trung thản nhiên thông báo, lão ta sắp đi. Trung lão, có gì cần tôi hỗ trợ sao? Vương Huyên cảm thấy, lão Trung đưa cho hắn điển tịch trí cao, không báo đáp một chút, trong lòng băn khoăn. Nghe nói, cậu không thiếu nhân tố thần bí, nếu như dư giả, bổ sung cho thảm gia tôi một chút. Lão Trung mở miệng, bảo Trung Tình mang tới một tấm gia thú, gia kỳ lân. Trần Vĩnh Kiệt tiến lại gần, đã sớm nghe nói lão xung quanh năm đều đắp một tấm gia thú, hiện tại rốt cục cũng nhìn thấy, nội cảnh dị bảo. Vương Huyên cũng giật mình,
Tấm da thú này có càn khôn khác, ẩn chứa thiên địa, là trước khi nội cảnh ngày xưa bị hủy diệt, bị người luyện hóa vào thần vật hiện thế, hóa thành nội cảnh dị bảo. Thời gian dài như vậy, hắn cũng chỉ phát hiện một nội cảnh dị bảo tại mật địa, chí bảo dưỡng sinh lô chính là lấy ra từ trong đó. Hoạt tính vật chất bên trong không nhiều, lão Trung nói ra. Trong nội cảnh giới da thú, không gian rất lớn, không hổ là dị bảo luyện chế bằng da của thánh thú Kỳ Lân, đây tuyệt đối là kỳ vật đỉnh, cấp đại giáo cổ đại mới có được, cả thế gian hiếm thấy. Được biết, trong tiên giới sau Đại Mạc đều chưa chắc có Kỳ Lân còn sống. Vương Huyên nhìn sát ve lão Trung, ánh mắt thăm thẳm, lão gia hỏa này, không mở miệng thì thôi, mở miệng thì muốn mệt chết hắn, nạp đầy nhân tố thần bí cho nội cảnh dị bảo này. Nếu thật sự là vận chuyển từ những cổ tháp, đạo quán kia, đúng là công trình lớn. Nhưng hiện tại trên người hắn có 4 khối tiên cốt, có thể trực tiếp dùng bạo lực mở ra hoàn toàn. Được. Vương Huyên vẫn đáp ứng, lấy ra vãng sinh chỉ của Trung gia, vốn là phải trả cho lão Trung, tiếp theo lại lấy ra 1 khối chân cốt. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 807, Vô Số Bí Điển 3. Hắn mở ra tại chỗ, sau đó, trong nội cảnh có một thân ảnh mơ hồ lao ra, trong phút chốc, bị cái ao xám xịt kia nuốt chửng. Trong nội cảnh địa tương ứng với chân cốt, vật chất thần bí vẩy xuống, thế giới này tràn ngập vết nứt, như thể nó sẽ sớm sụp đổ. Đây là vì vị chân tiên kia trước đó bị Vương Huyên dùng trảm thần kỳ đánh giết gây nên, hay là vì hiện thế khô kiệt, hoàn cảnh thế giới thay đổi, nội cảnh địa cũng sắp mục nát. Vương Huyên không nói gì thêm, đặt chân cốt vào trong cảnh giới của gia thú, để siêu vật chất nội cảnh địa trong chân cốt toàn diện chút xuống. Chỗ tốt của nội cảnh dị bảo là có thể thu thập tất cả nhân tố thần bí mà không lãng phí một chút nào. Nếu như lão Trung dùng tiết kiệm, vậy thật đủ Trung gia dùng rất lâu. Vương Huyên liên tục mở 2 khối tiên cốt đưa vào trong tấm gia thú. Các loại kinh thư, cậu thích cái gì cứ lấy đi, còn lại tôi sẽ mang đi một ít, không quan trọng đều sẽ lưu lại, Trung Dung nói. Vương Huyên đi tới, đầu tiên liếc nhìn kim sắc trúc giản tiên tần, đây là bộ 2, vẫn là 27 mảnh, trong suốt như ngọc thạch, nặng như tiên kim, rất chắc tay. Lão Trần đã sớm nghiên cứu qua, vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm giác vẫn là điển tịch Phật môn dễ luyện, bộ kinh văn này khiến ông ta không thể thích ứng, vừa rồi luyện suýt nữa hộc máu. Hình chạm khắc phía trên có thể nhận ra, nhưng những chữ kia đại đa số cũng không nhận ra, chỉ có thể dùng tinh thần thăm dò, cộng hưởng với nó, cảm nhận ý nghĩa của nó. Vương Huyên cũng có chút bối rối, một thiên này có chút khác biệt với đường lối của bộ kim sắc trúc giản đạt được tại Tôn gia. Tinh thần hắn cộng minh, lĩnh ngộ chân ý, muốn tu hành, nhưng khí huyết sôi trào, trái tim như sấm nổ, phát ra tiếng vang kinh khủng, kém chút nổ tung. Hắn biết, luyện như thế không đúng, khẳng định có vấn đề, tạm thời ngừng lại. Bên kia có tất cả kinh điển trọng yếu của Phật môn, cậu có thể xem kỹ hơn. Trung Dung chỉ điểm lão Trần. Trần Vĩnh Kiệt đi qua lập tức nhìn. Như si như say, nhưng cuối cùng ông ta không dám đọc. Ông ta thật sợ mình sẽ có một ngày cạo đầu chọc, quy y cửa Phật. Mình phải trung hòa, luyện một số công pháp đạo môn. Mình muốn luyện kiếm, có sát khí, cắm rễ trong hồng trần. Ông ta nhắc nhở chính mình. Lão Trung mở miệng, chỗ này tôi có kinh Thiên Chí Cao Đạo Gia, đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy tôi vẫn xem không hiểu. Một quyển ngọc thư ngũ sắc, khắc văn tự kỳ dị, tìm chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực văn tự cổ đại phân tích không ra được, dường như quyển sách này cực kỳ cổ xưa. Chỉ có trở thành siêu phàm giả, lấy tinh thần cộng minh, mới có thể cảm giác được một phần chân nghĩa của đại đạo. Vương Huyên và lão Trần đi cảm ứng, cộng minh, kết quả cũng đều nhíu mày, thứ này quá trúc chắc, quá khó hiểu, dường như không hợp với những gì bọn họ đã học. Đây là thể nghiệm gì? Vương Huyên cảm thấy, giống như cảm thụ khi hắn luyện phiến đá kinh văn, khó khăn dị thường, gần như không thể phân tích, lấy đường tắt bình thường căn bản không có khả năng luyện thành. Tôi nghi ngờ thứ này kỳ thật có lai lịch cổ xưa hơn, không thể kiểm tra nguồn gốc của nó, cuối cùng rơi vào trong tay đạo gia, bị hậu thế ngộ nhận là kinh văn chí cao đạo gia. Tạm thời không thể lĩnh hội, trước hết cùng cộng hưởng theo, ghi lại chân nghĩa đại đạo tối nghĩa khó hiểu kia đi. Lỡ như ngày nào đó siêu phàm hoàn toàn biến mất, đều không cách nào đọc ngay cả kinh văn này, nó có thể lại lần nữa hóa thành tấm ngọc thạch yên tĩnh bất động. Sau đó,
Vương Huyên không mở đồ hộp tiên cốt, cùng lão Trần ở chỗ này lưu vào trí nhớ các loại điển tịch, nghiên cứu các loại kinh văn thất truyền ở bên ngoài, hoàn toàn nhập tâm. Không lĩnh ngộ được ngọc thư ngũ sắc, hai người chỉ có thể tạm thời ghi nhớ trong lòng. Còn Thiên Chương Tuyệt Thế Tổ Đình Đạo Giáo, bọn họ xem rất chăm chú. Ngoài ra, nơi này của lão Trung lại có khối phiến đá, cũng có 9 bức tranh hình người, cũng có một số chú giải. Đây là bản giản lược của phiến đá kinh thư, khắc được 3 phần chân nghĩa, từng có người luyện qua, nhưng thất bại, viết ra một ít tâm đắc của mình. Vương Huyên không buông tha mỗi một bộ kinh văn, ngay cả thể thuật cơ bản nhất, từ các loại quyền pháp đến thân pháp đều không bỏ lỡ, hắn lấy lĩnh vực tinh thần cường đại ghi khắc tất cả kinh thư. Tương lai, không nhìn thấy bình minh, tìm không thấy đường siêu phàm mới, hắn muốn đứng trên vai tiền nhân để nhìn xa hơn, tất cả kinh điển đều không thể bỏ qua. Ròng rã 2 ngày, Vương Huyên hoa mắt váng đầu, với tinh thần cảm giác cường đại như hắn, đọc một lượng lớn kinh sách cũng có chút cảm giác muốn nổ tung. Cho dù nói gì, các loại bí điển trong thư phòng lão Trung đều bị hắn nghiên cứu một lần, bao quát quá nhiều phương diện. Bao gồm kinh sách đạo giáo, kinh sách Phật giáo, bí pháp tu luyện yêu ma, tối thiểu nhất từ kiến thức, hắn mở rộng tầm mắt. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 808, Chí Bảo Nhập Mệnh Thổ 1. Có một số pháp môn không thể tưởng tượng, ví dụ như nguyên thần quan quách pháp của ma tu, ẩn núp an nghỉ trong nguyên thần những người khác, bản thân không tiêu hao gì, quan tài được tuyển chọn không phát hiện, cho đến khi tọa hóa. Ma tu cường đại ngủ say bên trong quan tài nguyên thần mới có thể thức tỉnh, hoặc là hiện thân ở thế giới hiện thực, hoặc lại đi tìm quan tài nguyên thần thích hợp để ngủ trong khoảng thời gian dài. Khi đọc được bộ kinh văn này, Vương Huyên kinh ngạc, hắn nghi ngờ phải chăng có người kiểu như thế lưu tại hiện thế, không tiến vào trong đại mạc. Các loại điển tịch tự nhiên cũng có bí mật của yêu tộc, ví dụ như thiên yêu luân hồi thuật. Chớp mắt bắt được con mồi cường đại, trải qua một lần luân hồi trong cơ thể và thu được tất cả vận may của con mồi. Trong 2 ngày, kiến thức của Vương Huyên tăng lên, một số lượng lớn kinh văn tiến vào trong đầu, từ nay về sau đủ để hắn nghiên cứu và tiêu hóa. Hắn lại dùng một ngày thời gian, ngắn ngủi lắng đọng, chuyên môn tìm kinh sách có liên quan đến mệnh thổ, để chứng minh trạng thái cảnh giới trước mắt của mình. Cuối cùng, Vương Huyên mở mắt ra và cảm thấy đã giải quyết ổn thỏa một số việc, có thể tiến nội cảnh địa ngồi quan sát, sử dụng trạng thái suy nghĩ tinh thần tích cực nhất để ngộ pháp, ngộ tự thân. Trên thực tế, lão Trung có chút nóng lòng chờ đợi, muốn lập tức rút lui, tiến vào không gian sâu thẳm. Cuối cùng cũng bắt đầu, Tần Thành xoa tay, cậu ta còn chưa bao giờ tiến vào nội cảnh địa nên rất kích động. Đáng tiếc đứa nhỏ Thanh Mộc này không đến tân tinh. Lão Trần tiếc nuối, bỏ qua một cơ duyên to lớn, nhưng không sao, ông ta biết gần đây Vương Huyên có thể sắp đi cựu thổ. Đặt chân vào siêu phàm, Trung Thành phấn khởi, lầm tưởng tiến vào nội cảnh địa một lần thì có thể thay đổi, trực tiếp đặt chân vào lĩnh vực siêu phàm. Cẩn thận chút, Trung Tình nhắc nhở cậu ta. Rốt cục, Vương Huyên chuẩn bị kỹ càng, muốn mở nội cảnh địa. Lúc hắn còn ở cảnh giới chuẩn tông sư đã từng tiếp dẫn Thanh Mộc, lão Trần tiến vào nội cảnh địa, lúc ấy bị mệt quả thực muốn hộc máu. Hiện tại, hắn là siêu phàm giả, ở cảnh giới mệnh thổ hậu kỳ, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không phí sức như vậy. Trong mảnh đại mạc nào đó, một đạo kiếm quang chói mắt phóng lên trời, dường như cắt đứt thời gian làm cho cả thiên địa đều ngưng động, nó vậy mà trong chốc lát bổ ra đại mạc. Đồng thời, kiếm quang kia trực tiếp chém đứt một trong 5 mặt trăng nhỏ bên ngoài hành tinh sự sống tương ứng với bức màn, phù một tiếng, trực tiếp chém ra. Nhân thế kiếm, sau đại mạc, có cường giả tuyệt thế gào thét. Giờ khắc này, Vương Huyên ngạc nhiên, tình huống gì? Tay hắn cầm tiên cốt cứng đờ tại chỗ, vậy mà ngây ngẩn cả người. Hắn trước tiên phát giác được, nội cảnh địa của mình trong nháy mắt muốn mạnh mẽ tự động mở ra, thậm chí, hắn liếc qua. Một chút thì nhìn thấy dưỡng sinh lô bên trong. Không đúng, là nó, chí bảo này muốn đi ra. Vương Huyên xác định, chính mình không có nguy cơ sinh tử, chưa từng đạt tới trạng thái siêu cảm, cũng không phải chính mình muốn mở ra nội cảnh địa. Mày chiếm lấy nội cảnh địa của tao, hiện tại muốn đi ra rồi. Vương Huyên cẩn thận nhìn chằm chằm, cảm ứng tình huống bên trong. Cỗ dao động kia tựa hồ rất không ổn định, vết nứt nội cảnh địa khi thì mở ra, khi thì khép kín, giống như là bên ngoài có đồ vật gì đang kích thích nó. Lúc này,
Sau đại mạc nào đó, cao thủ các phương chém giết, kiếm quang xông phá trời cao, xuyên thủng đại mạc, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Dám đến tranh đoạt nhân thế kiếm đương nhiên là cao thủ vô song của một thời đại, không phải giáo tổ tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử không dám ra tay, nếu không xuất hiện sẽ nhanh chóng bị đánh chết. Kiếm quang, quyền quang của bọn họ có thể khiến đại mạc rạn nứt, có thể tác động trong hiện thế, nhưng bọn họ cũng không dám vượt giới, lực lượng cựu ước còn chưa tan đi. Lúc này vượt giới, đạo hạnh tự thân bọn họ sẽ bị gọt sạch. Một thanh kiếm sắc bén dài hơn 1 mét từ trong hư không thoát ra, toàn thân trắng bạc, phù văn đại đạo lượn lờ, cực kỳ chói mắt. Rất nhiều người thở dài, nó từng trong nháy mắt bổ ra đại mạc, nhưng vừa rồi khoảng cách của bọn họ quá xa xôi, chung quy lại một lần nữa bỏ lỡ. Chí bảo nhân thế kiếm, có thể bổ vạn vật, có thể chém đại đạo, không có cái gì có thể ngăn cản nó, nếu giáo tổ tuyệt thế đạt được nó, muốn nói vô địch khắp thiên hạ cũng không ngoa. Vốn là cường giả số 1 số 2 trong một phương đại mạc, một khi cầm nhân thế kiếm nơi tay, sẽ uy hiếp được tính mạng của tất cả cường giả đỉnh cấp khác. Muốn đối kháng, chỉ có Tiêu Giao Chu, Dưỡng Sinh Lô, Vũ Hóa Phiên xuất thế, cũng bị cường giả tuyệt thế khống chế, mới có thể chống đỡ uy lực của chí bảo nhân thế kiếm. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 809, Chí Bảo Nhập Mệnh Thổ 2. Rất nhiều người tận mắt thấy nhân thế kiếm xuất thế, khiến cho các phương tiên giới sôi trào, toàn bộ sinh linh đều đang chú ý. Tin tức truyền ra, dù rất nhiều con đường ở giữa đại mạc đã dập tắt, có vài người cũng đang vượt qua, cưỡng ép quán thông, muốn đi tranh đoạt. Ví dụ như, lúc này, chủ thân của nữ yêu tiên áo đỏ liền xuất động, vốn dĩ đều đang lên kế hoạch muốn lấy biện pháp ổn thỏa vượt giới. Nàng ta vượt ngang đại mạc hướng về một mảnh tiên giới xa xôi. Trên đường, nàng ta lấy nắm đấm trắng nõn, đánh nát một con tiên thú đỉnh cấp đánh lén nàng ta, tiên thi khổng lồ kia dài chừng mấy vạn trượng đột nhiên tan rã, nhuộm đỏ mặt đất, nàng ta vượt qua mà đi. Chủ thân của nữ phương sĩ cũng lên đường, cùng với Quang Vũ, đánh xuyên khu vực tối tăm, mở ra một con đường lớn sáng chói. Một mảnh đại mạc thẳng hướng đến một mảnh đại mạc khác. Nàng ta một đường tàn phá, trong bóng đêm có một số con mắt kinh khủng mở ra, nhưng trong mưa ánh sáng nở rộ của nàng. Dưới bí pháp tuyệt thế nàng ta thi triển, toàn bộ tan rã, cùng với tiếng gào thét, nàng ta lăng không đi xa, máu và xương cốt vô tận trong bóng tối nổ tung. Trong một mảnh đại mạc khác, Lão Trương cũng xuất hiện, đây là chủ thân của hắn ta, dáng vẻ không giống với lúc trong quán rượu lúc trước. Hơi có vẻ lạnh nhạt, một ngón tay duỗi ra, dễ như trở bàn tay, biển cả phía trước bị sấy khô, hắn ta đang tìm nhân thế kiếm. Hiển nhiên, sau khi chủ thân bọn họ đi tranh đoạt chí bảo, gần đây sẽ không tìm Vương Huyên tiếp dẫn bọn họ nữa. Vương Huyên chờ giây lát, Dưỡng Sinh Lô xác thực sao động, nhưng cuối cùng vẫn không lao ra, hắn hồ nghi thứ này đoán chừng cảm ứng được cái gì. Tiên cốt chấn động, một cái nội cảnh địa mục nát mở ra, vẫn tràn ngập vết nứt, giống như không bao lâu sẽ sụp đổ. Lão Trần thở dài, nội cảnh địa như vậy, đối ứng đại khái chính là thế giới thần thoại, sắp hủy diệt, sắp không còn tồn tại. Quan Lâm ngay bên cạnh ông ta, phu sướng phụ tùy, tình cảm hai người rất tốt, cùng tiến vào nội cảnh địa, tìm một khu vực ngồi xếp bằng. Nội cảnh địa này, linh hồn của tôi tiến vào, tôi có thể cảm ứng được nhục thân của mình ở bên ngoài. Tần Thành kích động nói. Giáo sư Lâm nhắc nhở cậu ta, cơ hội khó được. Đây coi như là vùng đất kỳ tích trên con đường tu hành. Là một trong những nguồn cội của siêu phàm xuất hiện, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng tu hành, tranh thủ trở thành tông sư, thậm chí đại tông sư. Khi Trung Thành nhìn thấy Lão Trung thì rất ngạc nhiên, đại huynh đệ này là ai chứ? Kết quả trong nháy mắt bị Lão Trung tát hai cái. Tinh thần thể của Trung Dung cũng bị tiếp dẫn tiến đến, môi hồng răng trắng, tuổi trẻ thanh xuân, đối ứng với trạng thái của nhục thân. Đám người im lặng. Lão gia hỏa này thật sự muốn trường sinh bất lão. Tôi phải ngăn chặn đạo hạnh của mình, không gieo xuống hạt giống thiên dược, tuyệt đối không thể tăng lên khỏi cảnh giới thải dược này. Trần Vĩnh Kiệt tự nhủ. Ông ta thật sự nhịn không được nữa, sắp vượt cấp, nếu để cho siêu phàm giả lo lắng khác ở ngoại giới biết, nhất định sẽ liên thủ đánh ông ta một trận. Thần thoại khô kiệt, siêu phàm không còn, ông còn phải áp chế chính mình. Trung Tình nhẹ nhàng cất bước, dáng người thướt tha. Ở nơi u tĩnh này, cô ta cảm giác hết thảy kỳ dị như thế.
nhịn không được mở miệng nói, tiên giới sau Đại Mạc có thể cũng đã từng là sinh linh nội cảnh địa chí cường nào đó hay không? Giáo sư Lâm lắc đầu, nói, có đạo lý, nhưng không thực tế, Đại Mạc không chỉ một mảnh, chẳng lẽ những sinh linh chí cường kia đều phải chết hay sao, cho nên Đại Mạc dập tắt. Không có lý, cho dù chết đi, cũng phải dãy ruộng, mà không phải dập tắt im ắng như vậy. Lão Trần mở miệng, nói, thế giới sau Đại Mạc có chút liên quan với thế giới tinh thần, giống như là sản phẩm giao hòa của thế giới vật chất và thế giới tinh thần hóa hiện, nhưng bây giờ sắp hủy đi. Rất nhanh, đám người tự mình ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành, nắm chắc cơ hội chân quý này. Bọn người trung tình, Quan Lâm, Tần Thành hơi không thích ứng, tinh thần không biết mỏi mệt, cảm giác vận chuyển nhanh chóng, cảm giác trôi qua mấy tháng, còn lâu mới đến lúc chấm dứt. Vương Huyên bổ sung nhân tố thần bí cho các loại dị bảo, sau đó bắt đầu chuyên tâm ngộ pháp. Dựa theo ám chỉ trong cổ tịch, mệnh thổ và nội cảnh địa dù sao cũng có chút liên hệ. Hắn cũng muốn đột phá nhưng hiện tại đang cưỡng ép áp chế chính mình, để sau khi tự thân triệt để hiểu thông suốt mệnh thổ mới có thể đột phá. Trong nhất thời, Vương Huyên yên tĩnh, không có chút âm thanh nào. Hắn đang minh tưởng câu thông với nhục thân ngoại giới, cộng minh, cảm giác tinh thần của hắn tăng lên vô số lần, đang quan sát nhục thân của mình và các loại biến hóa của mệnh thổ. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 810, Chí bảo nhập mệnh thổ 3. Vạn pháp bắt đầu, nơi dưỡng mệnh, vị trí tinh thần cắm rễ, siêu phàm từ nơi này lan rộng, mệnh thổ là nơi thần thoại phát nguyên. Vương Huyên cảm ngộ, trong lúc đó, hắn mấy lần trở về nhục thân, tôi trở thành tông sư rồi. Giống như nửa năm trước vậy, Trung Thành vươn ra tay, cảm giác lực tinh thần tự thân cô đọng, nhục thân ngoại giới đang biến đổi, tăng lên. Trên thực tế, cậu ta từng ăn linh dược, uống địa tiên tuyền, sớm nên có loại tu vi này, theo cách nói của Lão Trương, đó là tư chất hơi kém. Thật là vùng đất thần dị, một trong những cội nguồn của siêu phàm, lĩnh vực đại tông sư gần trong gang tấc. Giáo sư Lâm không yên tĩnh, trong hoàn cảnh trời đất suy giảm nhanh chóng, lại có thể đi tới bước này, làm cho ông cảm khái cuộc đời kỳ ngộ thật sự kỳ diệu. Vốn dĩ ông quanh năm ho khan, bộ ngực bị người đánh xuyên qua đã không cách nào tu hành. Nhục thân phía ngoài của tôi đang phát sáng, tựa hồ đang đột phá. Trung Thành tràn đầy vẻ vui thích. Trung Tình bình tĩnh nói cho cậu ta biết, thân thể của mình từng phát sáng hai lần. Tinh thần thể của Vương Huyên giao hòa với các loại kỳ cảnh bên ngoài, chân thực hiển hiện, bị hắn luyện hóa, hóa thành ngũ sắc tiên y khoác lên người, bảo vệ nguyên thần mình. Cách đó không xa, Trung Dung nhìn mà giật mình, cái này có nét giống hệt với bản kinh có dị khúc ngũ sắc kim đan của Trần Đoàn, người trẻ tuổi này chạm đến từ đầu nguồn, lại đi bí lộ đặc biệt. Lão Trung động dung, đồng thời có phần hứng thú, lão ta đang bồi dưỡng ngũ sắc kim đan khí, mà người trẻ tuổi này trực tiếp phân tích đồ vật càng bản chất. Thần quang năm màu trên thân Vương Huyên vọt lên, nguyên thần nội liễm trong đó, màu sắc rực rỡ kia tựa hồ có thể trở thành thủ đoạn công kích đáng sợ. Hắn khoác ngũ sắc tiên y lên người, hóa thành sấm sét rực rỡ, hóa thành đại ấn năm màu, lại hóa thành kiếm khí mênh mông, không ngừng biến hóa, cảnh tượng kỳ dị giống như tia chớp, năm chùm sáng đủ màu quét ra, tựa hồ muốn xé toang khoảng không. Ngũ sắc nguyên thần công kích thuật, Lão Trung rung động. Trần Vĩnh Kiệt cũng bị đánh thức, ông ta gật đầu, ông ta muốn áp chế cảnh giới tự thân, trước mắt xem ra không có gì sai lầm, mà lại tìm đúng phương hướng. Ông ta đang thăm dò kỳ cảnh của mình, vốn đã mơ hồ hiện ra, hiện tại có hai loại càng ngày càng rõ ràng, sắp được tiết lộ hoàn toàn. Ở trong nội cảnh địa, tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không giống nhau, bọn họ tựa hồ lấy được chìa khóa thời gian, cảm giác đi qua đã mấy năm, mỗi người đều có thu hoạch khổng lồ. Giáo sư Lâm trở thành đại tông sư, bên người Lão Trần có hai loại kỳ cảnh chân thực mà rõ ràng hiển hiện, trên thân Trung Dung toát ra từng sợi kim quang. Vương Huyên xúc động, nhục thể của hắn đang cộng minh với tinh thần hắn, ở trên một loại nút đặc thù, hắn trong nháy mắt trở lại trong thân thể, tinh khí thần dung hợp quy nhất. Hắn tích lũy đủ sâu ở cảnh giới mệnh thổ, không còn phù phiếm, thân ở nội cảnh địa, hắn giống như đã trải qua mấy năm thời gian rèn luyện, có thể đột phá. Cũng chính lúc này, tinh thần của hắn cực kỳ minh mẫn, ầm một tiếng, hắn đặt chân trong mệnh thổ, ở chỗ này thử lần nữa, phải chăng có thể câu thông nội cảnh địa của mình. Tinh thần cắm rễ mệnh thổ, siêu phàm lan rộng,
diễn dịch thần thoại. Trong nháy mắt, hắn thấy được, nội cảnh địa mơ hồ kia dường như hiển hiện, tinh thần của hắn đang kích động, lan tràn hướng về phía trước, chỗ hắn đang trong trạng thái siêu cảm. Oanh một tiếng, hắn mở ra nội cảnh địa của mình, trong nháy mắt tiến đến, nơi này vật chất thần bí nồng đậm không ngừng bay xuống, che kín bầu trời, giống như lông ngỗng tuyết dày, bao phủ mặt đất. Điều này hoàn toàn khác với những nội thất mục nát nứt nẻ khác, nó tràn đầy sức sống và không có dấu hiệu khô héo. Chỗ sâu nội cảnh địa, dưỡng sinh lô yên tĩnh, bị tuyết lông ngỗng che mất, mình có thể tiến vào cảnh giới thải dược. Vương Huyên không do dự, buông ra tự thân, không còn áp chế, nháy mắt đột phá, đặt chân vào cảnh giới thải dược. Bên ngoài, trong một mảnh nội cảnh địa khác, vết nứt dày đặc, càng nhiều, hiện tại nó càng ngày càng mục nát, dần dần sụp đổ, bọn người trung tình, giáo sư Lâm bừng tỉnh. Sau khi Vương Huyên đột phá, cảm giác trạng thái tự thân tốt hơn bao giờ hết và sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ là, bên ngoài có ít người cảm giác lại không phải tươi đẹp như vậy, sinh linh đến từ sau đại mạc. Có một số người ăn bí dược hai ngày nay, muốn một lần nữa đột phá, mở ra hạn chế lục đoạn nhân thế gian, phá vỡ mà vào thất đoạn. Một tiếng ầm vang, bọn họ lần nữa cảm nhận được làn sóng siêu phàm sụp đổ, có ít người trực tiếp ho ra máu, không thể đặt chân vào lĩnh vực thất đoạn, ngược lại từ lục đoạn đỉnh phong rơi xuống đến lục đoạn trung kỳ. Các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.